Cậu là người duy nhất khiến tớ cảm thấy thoải mái thế này. Đây là tình huynh đệ kiểu mới à? Chào mừng đến dị giới. Cùng với mọi bất ngờ mà ta mong đợi, ta là mỹ nhân tuyệt sắc. Một hành trình hài hước và lãng mạn ở thế giới mới điên rồ. Cậu là mặt trời của tớ. Đón xem Chuyển sinh cùng cậu bạn mỹ nhân trên kênh Animax. Lưu lại đã.